Ngày 9 tháng 9, Hội Khuyến học phường Mỏ Chè long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Khuyến học phường Mỏ Chè năm 2015 có 12 chi hội khuyến học tổ dân phố, tăng 1 ban khuyến học dòng họ Dương Đình. Hiện tại có 18 chi hội, trong đó có 12 chi hội ở dân cư, 3 ban khuyến học trường, 1 ban khuyến học cơ quan, 2 dòng họ. Thông qua hoạt động khuyến học, phát triển được nhiều hội viên có chất lượng, đó là hội viên gia đình, cha mẹ học sinh của các nhà trường. Hội viên hội khuyến học năm 2015 có 1.775 hội viên. Đến cuối năm 2019 có 1.867 hội viên, tăng 92 hội viên, chiếm 26,9% so với dân số. Năm 2015 bình xét chỉ có 30 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, thì đến năm 2019 có đến 1.816 gia đình, trên 1.867 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, chiếm 97%. Năm 2020, Hội Khuyến học phường đã tổ chức biểu dương 12 gia đình học tập tiêu biểu, dòng họ tiêu biểu, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu. Hội Khuyến học phường đã nhận được 55 lượt tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tài trợ với tổng số tiền trên 120 triệu đồng. Vận động nhân dân đóng góp đạt mức bình quân 20.000 đồng một hộ một năm. Số quỹ thu được do phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm 3 năm đạt hơn 161 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học phường đã tiến hành tổ chức trao thưởng cho 122 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. Có 55 em đỗ đại học đã được nhận giấy khen và phần thưởng trị giá gần 5,5 triệu đồng. Hội Khuyến học phường đã tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường, xuân an vui, Tết đầy yêu thương, trao tặng cho trên 300 lượt học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, các chi hội ban khuyến học đã khen thưởng cho học sinh giỏi các cấp được trên 4.400 lượt em với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Hội Khuyến học phường 5 năm liền được Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên và Hội Khuyến học thành phố Sông Công khen thưởng nhân dịp tổng kết cuối năm. Đại hội lần này cũng đã bầu ra ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.